tốt lại cùng ra đi. Ra đi thì mặt ra đi, nếu mà đã thiện không đừng lại sống. Ô, sao chị cơ? Chị đang đứng quản lý đấy à? Dạ. Dạ. À được rồi, em đợi chị. Dạ. Báo cáo với chị là em hôm nay đã được sự phấn công của các thanh niên trong ban giám sát nghe giám sát lại cái phân cô để chuẩn bị cho nhà thầu tiến hành lắp đặt và băng giáo được năm học mới. Vừa công ty của tá và lý cũng đã hoàn thiện đẹp đẽ đấy chị ơi. Em vừa kiểm tra để máy cho chị lắp đặt phố cửa vặt. Dạ. Ố, chị ơi, sao em thấy cái phân cô này so với cái bản thiết kế và lâu nay em đã đi giám sát hàng ngày đi. Các chị hôm nay đã cũng đưa vào để chúng em kiểm tra và tiến hành lắp đặt theo đúng với cái hỗ trợ thiết kế chị. Gồ cũng cái gồ mà được em tên chẳng hóa là được rồi chứ sơn vé. Sơn vé thôi đi cái màu thay đổi. Không, màu mà được chứ nhà em đi hàng ngày thì em phát triển được chứ. Đây đây cả cái khung đi này, mọi hôm mà anh mất rí. Cái cửa đi cả cái ố cái đồ đi nhà em phát triển đi em chứ. Thì... thôi, dư ý chị này, hôm nay là với cái nhiệm vụ thì em sẽ ghi vào cái nhật ký thi công. Rồi nhờ chị ký vào đấy, rồi chị bảo với chủ thầu và em phải báo với ban giám sát có sáng ngày mai đúng 7 giờ về đấy ta làm việc. Mời chị ký vào đấy. Nói cho cái chất lượng gồ là em đảm bảo là không đúng với cái chất lượng theo thiết kế. Nói cho chị này, nhóc bộ đi nhóc bộ mà nhóc nào nằm nằm cho. Gồ là gồ chứ không phải vang, nó phải đổ chát cây thì cây. Đó là nói cho chị với mái cả chị định kiểm tra lại để cho chúng tôi lắp ra phố cho các trận lắm. Rồi thôi em về đấy, chị cứ trả đổi với vâng. Thầu chị nhé. Vâng. Chẳng ơi. Alo. Em à. Chẳng phải lâu chưa? Anh có về sao? Thần quốc. Cần trở chứ đâu? Trời ơi, chắc cái điều cái bán giám sát của xa là họ đến giám sát lại cửa của ta để mái lắp là họ phát triển ra rồi. Phát triển ra cái gì? Phát triển ra ta đổ cái gỗ từ năm 4 tháng trong nắng đến 7 thì mà cái gỗ tắt lắm. Cái bán giám sát thì mình chắc thật. Ta để đưa lên cái gỗ của đưa được có vẫn phát triển ra. Ôi đầy đủ chán. Thôi chứ không làm lời. Thôi chứ không làm lời bình tĩnh. Trời này, khổ. Thôi đúng đá. Rồi, anh con phần trưởng để đi. Đấy thì đấy, cho mà chưa đi luôn đấy, chắc đi. Còn tiền đâu? Tiền chạy rồi, cho mà trả cái đường đúng giá, cho hồi lời là sống. Ta định được nhà ông, định nhà ông tưởng bán năm sạch, ta đưa chế ông nhà ấy. Thôi đi. Đấy, thần quốc, mới. Tối hôm đó, anh vừa đi đâu? Dạ, anh đi vừa đi nhà chơi, anh vừa chơi chị bạn. Thì quả là đấy, anh vừa đi đó. Anh vừa đi đấy, không biết được nhân sự. Ôi giời, cán bộ xa đấy, không bỏ rồi, những cái cô bên kém ạ. Ô, chị anh, chắc em đang ngủ nữa rồi nè. Thôi chị nha, em nha. Dạ. Chị đi, anh là rất phẩm, chị đi làm thầu cho chị nhiều bẩn lắm. Chị đi, quả đá là thế này, đêm hôm anh chị để em có việc đấy. Quả đá là cách đây 10 ngày lại tỏ máy đường thường 10 triệu. Vì anh lại công ty của nhắc lên đến mình với đàn rồi. Thì chiều này thanh toán cái công ty với xa đến kia nhá. Thì anh gửi lại Tu Vương đi khỏi thì gửi lại em nhá. Và nói là đúng đấy, cái chuyện giả nó hơi thách chào ạ. Vừa đi nói để muốn cho bọn cái xe các quyền tướng có tiền. Vừa đi có tiền đấy đấy. Cũng về tiền là bố con xong rồi đấy. Thôi, quay tao chào em nhá. Dạ, chào anh đi nhá. Con cỏ bé bé đi hối lộ đường xa. Bà đưa cho đàn bà bố đi thì mà có anh bố thì chúng tôi đã đá rồi chắc anh chứ bố mới từng nói rờ rờ đấy này khi nào anh nghỉ đây bố mới tiền bố đá với cháu anh nghỉ phải 10 triệu ấy này đẩy thật ra bờ đi bố thì có khả năng là tiền hội đồ rồi. Công trình anh nghỉ đến thực hiện thấy công xây dựng công trình trong tiểu học mà nghe nói là kêu bán hàng phát triển nó đổi gồ toàn bộ gồ đó là đổi từ gồ nhóm 4 thành gồ nhóm 5 cho nên là tụi nhí có khả năng anh nên là thay đổi một đồn với lô đó. Trời ơi, cái tiền thì là tiền hồi lô để bộ cái khẩn cướp nó đi cả công ty bán hàng để đi tới đó. Rồi việc này là để bộ đó, bộ xử lý không? Giờ con nó cũng ngủ rồi. Đi mất nhiều. Chán hôn không? Đúng rồi, ngồi hôn nó gồm thậm nhất gồm cô nhóm bộ mà chứ toàn là chân tư lý của nó.
Tại lý là một nguồn công ty thôi. Anh Tấn nói từ cái trò lý là anh dùng giọng với cái tình huống mà anh trả lời tại cái hồi khí là bán nhận hạt đầu tư công lâm giỏi ấy của Huyền ấy, có khả năng tá thì đề nghị theo pháp luật tá đề nghị họ thay đổi lại là một phục vụ và nếu họ thay đổi chúng ta lập biên bản. Chiều hôm qua là tôi đã phân công đồng chí Xuân bác thành viên ban giám khảo đầu tư cộng đồng để kiểm tra và phát hiện cái gò của chúng ta là bị thay đổi so với chúng tôi là giám khảo trước. Bây giờ là được thành khi vào làm việc đó thì tôi gửi lại cái phong bì này cho anh. Anh nói là với vợ là anh vay tôi nhưng mà anh có khi nào vay tôi đâu. Chủ vườn này cũng có chỉ anh em lại để nhau đưa tiền đưa tiền đưa đông. Thôi được. Không được. Là làm như thế này thì làm việc gì thì đây người bán tâm thần. Mời anh cho ngồi lại đó đây chúng tôi làm việc. Báo cáo về anh là cũng như hôm qua kiểm tra của thành viên ban giám khảo hơi tối ấy. Hơi sáng hai chúng tôi kiểm tra thì thấy toàn bộ hồ đấy là chúng ta làm không đảm bảo theo cái thiết kế bản vẽ, chất lượng hồ là không đảm bảo như là thiết kế. Do đó là đề nghị anh đã thấy lại toàn bộ hồ này và đấy là một việc hôm qua tôi đã đưa lên cả anh kiểm tra và để nếu anh không thay đổi thì chúng tôi sẽ đề nghị lập biên bản đề nghị với ủy ban nhân xã là việc đình chỉ việc thực hiện thi công công trình này. Anh cũng quá đáng từ ngày tôi đặt máy làm đường này tất cả các hạng mục mẫu các anh kiểm tra như thế này chẳng hạn như thế này anh chẳng biết đâu thôi anh kiểm tra đi đâu anh cứ làm được hai bản về thiết kế đi tôi cũng làm cả đấy cả đúng không nhưng tôi cả đấy đây cháu lên lên các anh làm như vậy là vi phạm pháp luật đúng không công trình. Tôi nói nhanh nha, thôi bây giờ thì việc là lỡ rồi tôi không được tôi có đổi đấy tôi thi công rất nhiều công trình ở bên kia không được à hệ thống cơ xong nhưng mà là hệ thống cơ là chưa thở lắp thiếu nên tôi có chuyển của mình bên nào sáng bên đây thì tôi chuyển sang một trăm tư một thống rất là đẹp cả sơn bao đã sơn đồng dân ta có phát hiện được không được đó anh ạ. Chất lượng nó cũng không đảm bảo mà. Tôi chỉ mắng như thế này. Em đi chăm sạc đấy là bao nhiêu? Tôi chỉ mắng như thế này. Đấy là tôi là người làm người xà. Đấy là cháu mai một đấy mất cần xà có việc gì kéo mời cho ủng hộ 5 triệu 10 triệu đơn giản. Các anh quả đã. Không được đâu anh. Việc nào đã việc đó. Anh cháu thương là cháu ruột nói hổ bán mấy câu sao lại đứng buồn rau không nở lời bệnh bừng. Bạc của con ơi bạc cần mà ghi lại làm gì dẫn đi đường chờ đủ của công ty tay kiếm được bao nhiêu mai ở tu cho cô con khi xa tổ thì phải xa chồng bạn làm như vậy ông bánh bức được cháu đấy ở bãi còn à cháu ông nói em có thể bánh bức được đâu rồi là theo pháp luật chưa biết nói chứ khi này tỉnh anh thì đặc biệt là bậc tấn người nhiều tuổi và cả anh em trong ban chẳng hạn tỉnh anh thì trùm thầu đến đây về xã hội chứ còn về tặng anh thấy không tại vì mà không đồng vì cái theo cái ý của anh đánh làm tỉnh thì mong bậc tấn với anh em đây là thấu cả bậc tấn người nhiều tuổi anh rất tâm phục khẩu phục là các chú các cô các chú là người có học thức. Mặc dù lúc đó anh rất đau tưởng tượng như thế mà cả tố các chủ vẫn luyên luyên vẫn thuyết phục chỉ số mất như thế đi anh sẽ hứa từ hôm nay anh sẽ chuyển toàn bộ gồ không đảm bảo chất lượng về nhà và ngày mai về kia anh sẽ đưa toàn bộ gồ bị gồ rồi nhập bồn đến đây để thực hiện để đảm bảo hôm nay được không rồi. Dài tôi đã nhổ là đôi ta làm tốt mà hôm nay để công trình mãi mãi mà công trình rồi mãi 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 đến khi con cháu đến học dưới
để mà mãi thương nó nở nụ cười tươi tự hào với ông nào rồi tự hào với ông nội hôm nay về dự hội đối nghiệp của đôi tôi muốn người đời hơi đi một lại với những người một lại với những người quân danh dự là điều thiêng liêng nhất. Hãy nói không với rút ruột công trình tiểu phẩm hối lộ công thành của đơn vị xã Thanh Thịnh đến đây kết thúc. Một lần nữa xin kính chúc quý vị đại biểu, quý vị khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn.